Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn IDO, các dàn IRobot, các dàn IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án chúng ta nhận token EEG Energy. Tham gia vào dàn hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat robot. Tiếp theo chúng ta mở tất cả các mạng xã hội đây. Chúng ta join vào kênh liên kết Alup Ninja. Mở tiếp kênh YouTube. Mở group Telegram. Ấn nút Start. Ở đây nó sẽ có phần captcha. Chúng ta điền vào captcha để hoàn thành phần join group. Chúng ta vào nút check. Chọn join group. Chọn submit đi tên, chọn đôn, rồi ta đến với nhiệm vụ tester nhé. Các bạn follow tester này, đây mình đã follow trước này. Nếu cẩn thận hơn thì các bạn có thể retweet luôn. Join kênh Discord này, follow kênh tester copy username này, này chọn cloud tit này, thêm username vào chúng ta root tit này. Bây giờ các bạn sẽ mở profile. Copy phần profile này. Paste profile của Twitter ở dưới đây này. Discord username. Chúng ta ấn vào username Discord này. Copy username, paste username ở đây này. Địa chỉ V20 các bạn dùng VSH ở trên chất Wallet hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ VSH xong quay trở lại gọi paste vào. Chọn đôn này. Retweet link. Chúng ta chọn tweet Refni. Chọn phần thời gian bài đăng sao chép phần link. Paste phần retweet link Twitter phía dưới đây. Kênh YouTube. Chúng ta ấn vào avatar, ấn vào kênh của bạn. Copy phần profiling và chúng ta paste phần profiling của kênh YouTube phía dưới đây. Chúng ta có thể ấn vào reference link của bạn, có tính ghép của bạn, tính ghép cho giải bè thân ghép cho chúng ta. Ok, và rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án EEG Energy. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.